Siêu xe 16 tỷ của Tuấn Hưng gặp tai nạn nghiêm trọng, bẹp dí trên đường khiến fan lo lắng. Chiếc siêu xe 16 tỷ đồng của Tuấn Hưng gặp tai nạn nát bét đầu trên đường đang khiến các fan lo lắng. Sáng 16 tháng 10, hình ảnh về chiếc siêu xe được cho là của ca sĩ Tuấn Hưng gặp tai nạn được lan truyền trên mạng xã hội. Chiếc siêu xe sau khi gặp nạn đang nằm ở bãi đậu của công an thành phố Việt Trì. Từ hình ảnh được chia sẻ trên các diễn đàn xe hơi, có thể thấy chiếc xe bị hư hỏng nặng phần khung phía trước, khả năng phục hồi và sửa chữa lại như mới rất khó, và nếu sửa chữa được thì sẽ rất tốn kém. Toàn bộ phần đầu bị vỡ nát sau tai nạn. Sau vụ tai nạn, xe đã được tháo biển, nhưng vẫn để lộ tem đăng kiểm đường bộ, ghi biển kiểm soát, căn cứ cho thấy siêu xe này thuộc sở hữu của ca sĩ Tuấn Hưng. Tuấn Hưng thường xuất hiện với siêu xe 16 tỷ đồng này. Được biết, chiếc siêu xe của Tuấn Hưng mua từ Sài Gòn mang ra Hà Nội cách đây hơn một năm. Khoảng tháng 9 2017, nam ca sĩ sinh năm 1978 từng tiết lộ lý do mua siêu xe này là vì anh mang tuổi ngựa trùng với biểu tượng của hãng siêu xe, với giá cả vô cùng đắt đỏ. Số người sở hữu siêu xe này vô cùng ít ỏi, do đó nhiều người cho rằng chiếc xe gặp tai nạn là của Tuấn Hưng. Lãnh đạo công an thành phố Việt Trì cho biết, bước đầu xác nhận thời điểm đó siêu xe Ferrari đã tự đâm vào giải phân cách, may mắn không ai bị thương và không ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Lúc siêu xe Ferrari gặp nạn, trên xe có ca sĩ Tuấn Hưng và lái xe là anh Nguyễn Mạnh Dầu, 27 tuổi. May mắn vụ tai nạn không gây hậu quả về người. Hiện tại chúng tôi đã đưa chiếc xe gặp nạn về bãi xe của công an thành phố và tiếp tục điều tra làm rõ. Hậu quả của vụ tai nạn khá nặng nề, đầu xe biến dạng hoàn toàn. Tất cả bộ cản trước đã vỡ nát, quạt gió cũng bung ra ngoài. Nắp capo móp méo, chiếc Ferrari được đặt trong một bãi xe vào sáng nay và phủ bạc lại. Đuôi xe có vẻ như không bị ảnh hưởng gì, động cơ chiếc Ferrari này đặt ở phía sau, kính lái vẫn còn nguyên vẹn. Theo đó, cơ quan chức năng xác định chiếc xe trên là của ca sĩ Tuấn Hưng. Nguyên nhân vụ tai nạn là do đêm qua tại khu vực Phú Thọ có mưa, nên đường trơn trượt, tài xế điều khiển xe bị mất lái. Chiếc xe không va chạm đâm đụng vào phương tiện giao thông nào khác, nhưng người ngồi trên xe không may bị thương. Được biết, chiếc Ferrari 488 là siêu xe có động cơ lớn. Với 661 mã lực, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong chỉ khoảng 3 giây.